Everything good? Good. Una entradita. En el mismo, ves donde entras a los radiadores, luego el que sigue, atrásito de un body shop, creo que está llantera, creo que está. Sí, se llama Transpice, mira eso, y también dan barato, yo ahí voy. Lúc cái bì nữa này, cho mình có cái bì nữa, mua ra mua vô này. Mình phải lúc nữa. Này cái luôn nha. Cái này nó đã được ép lại rồi. Mình bạn phải đẩy cái piston này vô trước. Rồi khi mà mình làm thế đó mình sẽ ép cái này vô. Thì đây là cái nước mà mình rỉ ra, tại vì mình ép cái nước này vô thì nước ở trên nó sẽ tràn ra. Thì để tránh trường hợp mà chảy giống như vậy nè, thì mình phải rút một cái nước má thắng ở trên ra trước rồi mình mới làm cái này. Cái này nó giống như là mặt gương vậy á, cái này nó cần phải cắt lại nha. Nó gọi là resurface á. Cái đĩa này cần phải cắt, nhưng mà người khách hàng người không muốn cắt, người ta chỉ muốn thay cái thép này thôi.